tử vi 2022, xem tử vi tuổi Thân năm Nhâm Dần mới nhất, thận trọng và kiên nhẫn. Tử vi tuổi Thân 2022 dự báo cuộc sống của Nhâm Dần 2022 sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng chỉ cần can đảm và mạnh mẽ, chắc chắn những người tuổi Thân sẽ vượt qua mọi thử thách trong năm 2022. Vận hạn tuổi Thân năm 2022. Đối với người tuổi Thân 2022, tức gặp năm Nhâm Dần 2022 là chủ về xung nhau, gặp tam tài khiến công việc làm ăn có nhiều thay đổi lớn về công việc lẫn chỗ ở, thậm chí sức khỏe có thể gặp nhiều bất lợi. Tiền bạc tiêu hao nhiều, xét theo địa chi, tử vi tuổi Thân 2022 gặp năm Nhâm Dần 2022 là lục xung. Rất dễ ảnh hưởng tới việc đi lại, tiền bạc làm ra khó giữ, chú ý có thể đau ốm. Nam mạng tuổi Thân 2022 chủ không nên đầu tư vào làm ăn cùng bạn bè vì sẽ gặp nhiều bất lợi. Năm mới này, gia đình có thể sẽ đón tin vui. Nữ mạng trong năm mới Nhâm Dần 2022 sẽ có nhiều thay đổi trong chuyện làm ăn như mở mang thêm công việc nên có thể gặp đôi chút khó khăn về chuyện tiền bạc. Dần về sau, tiền bạc sẽ hanh thông hơn. Tử vi tuổi Thân năm 2022 trên các phương diện cuộc sống, tài lộc. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 dự báo tình hình tài lộc không được tốt. Bản mệnh có thể tiêu tốn nhiều khoản trong cuộc sống nên sẽ gặp một số khó khăn về tài chính. Lời khuyên cho những người tuổi Thân là không nên đầu tư tiền vào buôn bán, tình duyên. Chuyện tình cảm của những người tuổi Thân trong năm Nhâm Dần 2022 có thể sẽ không được như ý khi liên tục đón nhận nhiều chuyện buồn phiền trong nhà. Gia đình có thể thiếu hòa khí, tình cảm đôi khi gặp nhiều người quấy phá. Vận đào hoa không vượng. Dù những cặp đôi đang yêu hoặc đã kết hôn, cần đề phòng kẻo bị đối phương phàn nàn do quá tập trung vào công việc. Sức khỏe. Tình hình sức khỏe của những người tuổi Thân có thể gặp nhiều chuyện buồn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn tới các bệnh về thận, máu huyết, dạ dày, tiêu hóa và các bệnh về mắt. Đây cũng là năm tuổi Thân rất dễ hao tài tốn của, dễ bị thương thật, cần phải đề phòng thương tích ở tay chân, không thích hợp tham gia các hoạt động có tính rủi ro như leo núi. Xem tử vi tuổi Thân theo 12 tháng trong năm Nhâm Dần 2022, tháng 1. Tháng của mọi khởi đầu để bản mệnh có thể thực hiện một số điều tích cực giúp tuổi Thân có thể thay đổi lối sống của mình. Tháng 2, bản mệnh có thể đối mặt với một vài thử thách nhưng sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn nếu bạn can đảm và mạnh mẽ. Tháng 3, bản mệnh đón nhận niềm vui và may mắn nhưng cần cải thiện chất lượng cuộc sống để mối quan hệ với mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Tháng 4, cố gắng lạc quan và tích cực khi đối diện với mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Đừng vội đánh mất niềm tin vào năng lực bản thân. Thay vào đó, hãy sáng suốt, tỉnh táo sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra giải pháp phù hợp nhất. Tháng 5, thời gian này khá may mắn và thuận lợi để bản mệnh nỗ lực làm việc hết mình. Tháng 6, cần tập trung vào những điều được cho là quan trọng trong cuộc sống và nỗ lực hết mình để mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. Tháng 7, bản mệnh cần dùng đến trực giác nhạy bén và tầm nhìn sáng suốt trước khi giải quyết mọi vấn đề. Tháng 8, nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Tháng 9, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình. Tháng 10, là lúc bản mệnh nên dành thời gian cho người yêu, bạn đời, bạn bè và gia đình. Tháng 11, xuất hiện những thay đổi tích cực, hãy sẵn sàng đón nhận. Tháng 12, thời gian này bản mệnh nên cảm nhận rõ mọi thứ trong cuộc sống đã bắt đầu thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Lời khuyên dành cho những con giáp tuổi Thân trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Nhâm Thân 1992, tránh đối đầu với những người không cùng quan điểm và linh hoạt tiếp xúc với những người cùng tần suất tích cực với bản thân mình. Năm 2022, bạn sẽ mở rộng vòng kết nối xã hội nhờ cá tính của bản thân. Tuổi Canh Thân 1980, bản mệnh cần làm việc chăm chỉ vì thành công của chính mình. Tuổi Giáp Thân 2004, bản mệnh cần phải thận trọng và kiên nhẫn hơn trong mọi tình huống. Nhìn chung, tuổi Thân năm Nhâm Dần 2022 cần lạc quan, tích cực để đối mặt với bất kỳ thử thách nào xảy tới trong cuộc sống. Bằng sự tự tin và năng lực vốn có, chỉ cần chăm chỉ và quyết tâm là bản mệnh sẽ gặt hái được điều mình mong muốn.